trục mờ quạt lớn ngự về. Thái tử Đề Đà Mi phong tôn thật mờ, đức của mẹ tung tung hòa mạc đi bậc sinh thành từ trước đi dùng nhà nghề. Cầm ngập cân đầy mực đi sửa ra nghe đi cõi trần nơi. Sơ điệp trình quan Nguyễn Bình An chúc
phê họ Nguyễn Bình An, cửa nhà trước khang thái phúc cũng lâu giàu về phê cho họ Nguyễn Bình An. Đôi chú Trường Sinh phê cho đôi chú Trường Sinh lại thêm bốn chú Khang Ninh thọ thường ông về chưa phê. Đừng ngại đừng lo họ Nguyễn, đừng ngại đừng lo có tâm quan độ có tình quan thương này về sơ điệp dừng qua. Cầu nào cầu an nay con cầu nào cầu ai cầu cho gia nội bình an đời đời cho con được tốt được tươi. Đôi chú chưa về nay về đôi chú chưa về đổ cho đệ tử phúc nâu giàu về kim ngân vàng sơ dâng lên. Về đâu đôi chép biên rõ ràng đồ cho Ngô Bình An, cho Ngô Bình An đồ cho Ngô Bình An cửa nhà phú quý hai hạn trừ đồ cho phúc lộc hoa dài. Cầu lộc cầu an ấy con cầu lộc cầu an ấy cầu cho bản mệnh thương an được nhàn cầu cho phúc lộc hoa dài. Hát cút chưa phê quan về hát cút chưa phê đồ cho đệ tử phúc nâu giàu bền kim ngân sơ điệp trình quan. Được tốt được tươi cho con được tốt được tươi cửa nhà trong tháng thái phúc lâu giàu bền bốn mùa hạ ách tiêu qua. Thank you.
phố quán câu mê dài vô quán câu để cho con phù kéo cầu mà nên về vào phố quán câu. Chân phủ quán câu lấy về chân phủ quán câu độ cho đệ tử. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đắp trồng cây nhớ người đắp đắp mấy trồng cây cho mình ngay về đắp đắp trồng cây. Chuyện ban ba ngàn dấu ấn trong tay ấn quyết thần thông nay về bắt quyết thần thông tay phủ tay quyết đi cho đời phật bình an một mùa lạc khỏi tai qua. Thank you.
ngọc sổ vàng nay về bút ngọc sổ vàng ngày bỏ đi chữ mực ngày phê vào chữ son nay về bỏ sổ hội đồng đôi chữ bình an quan phê cho đôi chữ bình an đi thêm bốn chữ khang linh thọ trường phê cho đôi chữ công danh nay về rửa mặt cho đồng mày khăn khăn lầy khăn lị rồi là khăn hoa mẹ cha chân tinh con ra ba bàn đồng đỏ cho để tẩy hôm nay quạt khai đàn quan về mở quạt khai đàn để tai hương nghiệp chứng đi quạt đi cho đồng lầy về quạt mắt chân chân dần chào khăn quan về làm lễ chào khăn đi chào khăn chức lễ cho họ phạm hôm nay quan về làm lễ chào khăn châm linh nhận đồng quan về châm nhận đồng đồng về sang khăn châm linh nhận đồng tuần qua này về châm linh sang khăn sang khăn quan về chấm linh sang khăn nhật nhật đồng chấm linh sang khăn cho đồng ngày về chấm linh sang khăn phụng mệnh làm tôi họ phạm con đi phụng mệnh làm tôi trên theo phật thanh dưới theo đồng thầy theo cho xê vong vãn chiều phải đạo làm tôi quân thật phải đạo làm tôi trên đẹp đồng rời dưới đẹp đồng dân đầy về ông lại chứng tâm đề thứ nhất quan cấp độc hoa thứ nhì lộc quả thứ ba lộc tiền bốn mùa lộc lỏ như hoa ông thành thầy như nơi chưa phải thấy thân thiết thân đời chưa bao nhiêu cũng ngang tập hai quan dân gian thấp vì rượu hai quan chúng từ chúng ấy à tinh ta công già nghe mong hoàng lần gần là thánh vua thiên trường vua nhạc dâng một triệt đi
thịnh nhớ vương quảng tâu thịnh vương quan phật đệ tử con nê dâng dâng bàn đi văn ư đạt xin dâng nghe sự tích nghi đệ tam hoàng quán tam phủ giáp bạc mì ba phen đi quán tam phủ rực đỏ Phú Hòa đạt chạy chơi bời. Việc
về nơi thoại phù quan sóng vẫn nghi đai heo mũ vào tâu quát bắp ba lâm ba đồng tử theo hầu vào tâu vương phụ gia hầu được mẫu vương cầm cành đi trong cầm cành cá chiên vàng anh ngọi lốt xanh tiền lốt xanh tiền chim nối đưa buồn chiều thật văn vò ba quan nghe ra tay đón rước quan đệ tam đảo châu trần gian đi một tay hoàng tử vương quan cứu sinh mà cũng nắng ngày giải oan không nhiều dày ông đã về chầu nhật đức cứu dương gian vạn ức chúng sanh dày ông về chốn thủy cung đồ ba họ đắc thiên xuất thọ trường trong tám cõi cửu châu phục sự lệnh sắc dòng quốc sự vẫn còn vi quan đệ tam lâm tiếp không ai bì lấy lệnh vua bắc hải kim chi các tòa thấu minh chính trước nghi trong chiều đình trong chiều đình có biết được ai kim chi văn võ toàn tài địch thật tam tứ phủ nào có ai sánh bằng nên lành giảng nên lành giảng là lời tăng tích nghi trong chiều đình cháu chiều đức thực mà tôn quan 24 tháng 6 đạt nhật đức tôn thật và chúng nam bắc ba họ con đảo cầu đức gồm vẹn đức gồm vẹn thu dung hòa bẩm sinh thành nhờ bẩm sinh thành nhờ tứ chức chung nhà văn thịnh mời thái tử vương quan đi phục bình quan cổ để ra chân ninh từ thoại phụ chân lành giang chân lành giang quy đủ bốn phương có phen chấp chính kỳ cương cầm cân đầy mực để sửa sát cõi đời cũng có khi ngày phí phương biên hoa ô an thường hạ đại gia nghi thuyền rồng thuyền quê cuộc nan nghi khi chơi tô lùn đúc đúc xa tam cờ dạo thật thớ dạo thật thớ chơi tám biết tám đạo thuyền chữ quân thuyền chữ quân nghề đào tiên pháp nghi chuông kêu cờ phất trong sông thuyền sau kẻ trước giữa dòng ông ấy đây đây
chiếc thuyền an đi, chiếc thuyền an lội dòng sông xích bích nghi, đưa quần chèo ru lịch khắp bốn phương. Có phen tuần thú sông Hương trở về tỉnh Bắc Bắc sông Hương ngục đau. Từ quý địa tòa giang lang em yêu kêu cờ bắt trong dòng nghe thiệt sao về chết giữa dòng. Hàng tàu đôi ngôi tiên đình thoái phú chân lành giang quy đủ bốn năm phương nghi quyền ban chấp chính kỷ cương nghi cập cận lên bậc về sửa sang cõi đời. Sơn La thanh gia trời trói sắc dòng nghề vua phong trời trói sắc dòng nghề quyền quan đệ tứ.